Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cắm mình hoa huệ kết hợp hoa đồng tiền để bàn thờ ngày Tết. Thì cái phần nguyên liệu mình sẽ mô tả phần bên dưới clip, các bạn cùng mình cắm hoa nhé. Ở đây để cắm bình hoa huệ, mình sẽ trước tiên mình sẽ cắm hoa trước nha các bạn, sau đó mình mới cắt cắm lá. Thì các bạn chọn cho mình một cành hoa có búp vào thẳng nè. Rồi mình cắm ngay ở giữa đĩa nha. Cắm lùi về phía sau một tí. Gần sát. Các bạn cắm chặt xuống ha, để cái hoa chúng ta giữ được chặt. Rồi, các bạn chọn thêm một cành cắm bên tay phải. Cắm hơi hở ra nha các bạn nha. Rồi, một cành cắm bên tay trái. Ở đây lưu ý là các bạn cắm khoảng cách này hơi hở ra nè. Đó. Rồi tiếp theo nữa thì các bạn chọn một cái cành có độ hơi cong, cắm bên tay phải. Một cành hơi cong nữa cắm bên tay trái. Rồi, ở đây thì các bạn chọn cho mình một cái cành nữa, các bạn cắm bên tay phải, thì cành này nó hơi thẳng một xíu. Chúng ta cắm hoa huệ là nhớ khoảng cách ra nha các bạn nha. Rồi cành bên kia cũng như vậy luôn. Thì các bạn chọn cái cành nó cũng na ná cành vừa rồi á, và chúng ta đo và chúng ta sẽ cắt để cắm. Cắt hơi ngắn rồi mình sẽ cắt một cái cành nó dài hơn một xíu. Tiếp theo mình sẽ cắm hoa đồng tiền. Các bạn cắt một cái hoa đầu tiên và cắm ngay cái phần đây nè các bạn nè, cái phần kẹt lá của cái hoa. Đó, cái hoa huệ của chúng ta nha. Rồi cái hoa đồng tiền thứ hai thì các bạn chọn một cái cành hơi thẳng, các bạn cắm ngay ở giữa song song với lại cái hoa đồng tiền, cái hoa huệ. Thì cái cành này nó hơi cao nè, mình sẽ cắt bớt nha. Đo cho nó thấp hơn nha các bạn. Đây, các bạn sẽ cho nó thấp hơn. Cái hoa đồng tiền thứ ba thì cũng như vậy luôn, các bạn cắt thấp và ngang với lại cái hoa đồng tiền bên kia. Các bạn cắt hai cái hoa đồng tiền tiếp theo có kích cỡ bằng nhau và chúng ta sẽ cắm nha các bạn nha. Nó cắm thấp xuống như thế này nè. Cái hoa đồng tiền thứ sáu thì các bạn chọn cái cành nó hơi cong và cắm ngay ở giữa song song với lại cành hoa đồng tiền và hoa huệ đầu tiên, và thấp xuống một xíu nha, cho cái hoa chúng ta nó ta về phía trước. Cái hoa đồng tiền thứ bảy thì các bạn cắt một cái hoa hơi nở như vậy nè, chỉ cái hơi cong thôi, cắm ra cho nó dơ ra đằng trước, thấp xuống nha các bạn. Cái hoa thứ 8 và thứ 9 thì các bạn cũng cắm ra cho nó ra đằng trước luôn nha. Cho cái hoa chúng ta nó sẽ quay ra đằng trước. Rồi ở đây để cái chân bình này mình sẽ dùng lá cọ.
Rồi mình sẽ để một số lá phát tài ở phía sau của bình hoa. Phần phía sau thì các bạn dùng một cái lá phát tài các bạn cắt ra nha và đo nè. Chúng ta không cần đo cao hơn lá dừa đâu, chúng ta đo ngang ngang thôi, thấp thôi. Thấp hơn so với hoa huệ nha các bạn. Thì các bạn dùng cái kéo bằng cắt nè. Rồi chúng ta gọt cái phần xấu của cái rìa lá đi. Và chúng ta sẽ cắm. Rồi các bạn sẽ cắm vào phía sau này, cắm xen kẽ ngay chỗ cái kẹt à. Đó, những cái kẹt lá như thế này nè các bạn. Ở đây thì mình cũng đã cắt sẵn một số lá để mình cắm rồi. Thì các bạn cứ cắm xen kẽ cho mình nha, cắm những cái lá xen kẽ để cho nhìn theo che phía đằng sau mình có màu xanh thôi. Rồi quay qua đằng trước, cái phần chỗ này nó còn trống nè thì các bạn lại cắm thêm hai cái lá nó nằm hai bên. Rồi tiếp theo thì mình sẽ xịt nước để giữ hoa được tươi lâu. Vậy là clip của chúng ta đến đây đã hết rồi. Chúc các bạn thành công. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.